diễn ra. Nhưng đây sẽ là cơ hội. Đức Endino chưa được. Và đưa ra cú đá đầy hiểm hóc. Bóng chạm vào một cầu thủ bên phía GMB Media. Chuyền vào. Điểm rơi. Vẫn còn là những pha can thiệp. Nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng đã đến dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng GMB Media. Rõ ràng là không sớm thì muộn mà thôi. Khi chúng tôi đã nói rồi, một bàn thắng không phải là một trong những điều quá khó đối với một đội bóng trẻ, một luồng gió mới mà GMB Media với mùa giải năm nay họ đem đến hạng nhì Cúp về football năm 2024. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi lại với pha bóng này. Đó là pha lập công đến từ Thành Vinh. Ở thời kỳ thiếu chuyên nghiệp thì Đặng Khánh Lâm cũng đã từng thi đấu trong màu áo của CM Hải Phòng. Trong thời kỳ mà... Đây là cơ Nghiêm Xuân Văn! Cầu thủ sinh năm 2006 đã tạo ra bất ngờ. Ở ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu này, Nghiêm Xuân Văn là người đã thoát đi. Tỷ số là 1-0 rồi. Đầu chuyền hay. Đây rồi, cơ và tỷ số được Quân Bình 1-0. Từ một đường chuyền của Duy Nam, bóng hướng đến vị trí của Đình Ninh và sau đó là một nhịp khống chế và pha quay người dứt điểm, không cho thủ thành sáng đầu kia bất cứ một cơ hội nào. Tỷ số là 1-0 rồi. Của các thủ qua độ chưa thể đem về bàn thắng. Để lần chơi vươn lên. Tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho các thủ qua độ. Lần này thì Văn Linh, một pha di chuyển thông minh của Văn Linh trong một tình huống cố định. Một cú đá phạt góc với pha trả ngược rất vừa vặn để cho pha thoát xuống của Văn Linh đem vào thắng, nâng tỷ số lên 2-1. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tuyến hai, lượng lự đây rồi. Nghiêm Xuân Văn, Nghiêm Xuân Văn. 3-1 rồi và đó là sai lầm. Một sai lầm chết người đang phòng ngự của đội bóng Gia Đình Quế Võ. Họ đã bị trả giá bằng tốc độ của Nghiêm Xuân Vạn, cầu thủ sinh năm 2006, với cú đúp bàn thắng anh đã đem về cho đội bóng Quan Độ. Tỷ số là 3-1 rồi, chúng ta cùng xem lại. Đăng Toàn, Duy Nam, Duy Nam. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Một tình huống mà Duy Nam đã dâng cao rất căng, bóng găm thẳng góc chữ A và pha đổ người của sáng đỏ kia chỉ tô đẹp cho bàn thắng mà Duy Nam mang lại mà thôi. Với một thủ thành có khả năng chơi chân tốt mà cũng có khả năng dứt điểm nữa thì Duy Nam cơ rất bất ngờ. Bây giờ đang là phút thứ 34 của trận đấu và tỷ số là 3-0. Liên tiếp là những bàn thắng được tạo ra. 3-0 rồi. Thật không thể tin nổi một trận đấu mà hai đội bóng đã có được 6 bàn thắng ở khi mà hiệp 1 còn chưa kết thúc. Chú Pogba. Chú Pogba pha qua người. Nghiêm Quang. Một lần nữa thì Quan Độ lại vươn lên. Tỷ số là 4-3 rồi. 4-3. Một pha xử lý tuyệt vời của trụ Pogba với pha xoay sở và một đường chuyền tuyệt vời để cho Nghiêm Quang kết thúc đem về bàn thắng, nâng tỷ số lên 4-3. Chúng ta sẽ cần phải xem lại tình huống này. Chúng ta cùng xem lại, đó là một tình huống mà trụ Pogba qua người. Sau những khoảng thời gian máy góc mặt, mất bóng nguy hiểm. Xuân Văn. Cú hat-trick cho Xuân Văn ở trong trận đấu này. Gia Đình Quế Võ, chúng ta cùng xem lại một đường chuyền sai của Duy Nam và Xuân Vạn là người đã có một pha ngăn cản và sau đó là một tình huống dứt điểm từ phần sân nhà. Cú sút nữa, như vậy là bàn thắng đã đến dành cho cao thủ của đội bóng Gimeta. Một pha ăn mừng tuyệt vời đến từ cao thủ của đội bóng này, rất độc lạ. Đứng trước quả đá phạt đang là số 17. Như vậy là bàn thắng đã đến dành cho cao thủ bên phía đội bóng Gimeta.
2-0 là tỷ số hiện tại nghiêng về phía cao thủ này. Sự bất ngờ đối với cao thủ của đội bóng Grand Lucison. Cúp về football năm 2024. Và như vậy là hiệp 2 cũng đã được bắt đầu đối mặt. 3-0 nghiêng về phía cao thủ của đội bóng Gemeta. Ổn định đội hình để có thể phục vụ với những phút thi đấu trên sân. Và đó là một trong những thời cơ, một pha chớp nhoáng đến từ tình huống lập công của... Cho tới thời điểm này thì tất cả các cầu thủ của cả hai đội bóng họ cũng đã có sự chậm lại. Và vừa rồi là một bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Gemeta. Cơ hội nữa. Đây rồi! Quá chính xác với tình huống ra chân này của Đức Quảng. Số 23 đến từ cao thủ bên phía đội bóng Gemeta đã vừa tiếp tục khiến cho tấm lưới của thủ thành Diệp Huỳnh phải rung lên. Dành cho các cầu thủ của đội bóng Gemeta. Đây rồi! Và 6-0. 6-0 là tỷ số hiện tại. Và ở trong trận đấu ngày hôm nay, số 23 Đức Quảng đã có cho mình được một cú hat-trick. Tiếp tục là những pha xử lý bóng dành cho cao thủ bên phía đội bóng Gemeta. Khoảng trống chưa thể tạo ra một cú bốc cơ vào rồi. Ở trong tình huống vừa rồi thì tất cả chúng ta cứ ngỡ rằng đó là một pha bóng mà cầu thủ bên phía đội bóng Gemeta đã làm tường, làm bức rào chắn. Câu trả lời tiếp theo đã đến dành cho cao thủ của đội bóng này. Xuất phát điểm là một tình huống đá phạt góc và sau đó cú đánh đầu dội trúng vào cột dọc. Có lẽ sau khi trận đấu này kết thúc sẽ phong anh lên làm thánh rồi. Không phải là 8-0 nữa. Mà nó là 9-0 nghiêng về phía các cầu thủ của đội bóng Gemeta. Khi Đình Kỷ có quê gốc ở Nghệ An, nếu như tôi không nhầm. Đây sẽ là một cơ hội dành cho cầu thủ Trang Đình Bình. Cơ hội! Và cuối cùng thì Đình Bình nhỏ đã có bàn thắng để vươn lên. Một pha phối hợp tuyệt vời. Thế cân bằng đã bị phá vỡ từ rất sớm cho cao thủ Tràng An Đình Bình. Chúng tôi đã nói trước đó, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha xử lý tuyệt vời của Đình Kỷ. Sau đó là một đường chuyền tuyệt vời. Nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí nơi mà có sự xuất hiện của Trần Thiện Quang. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai. 2-0 rồi. Cú đúp bàn thắng cho Trung Dũng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là một pha treo bóng căng ngang. Có vẻ như đó là bàn thắng mà cầu thủ Mao số 50. Ở những trận đấu tiếp theo. Khá bảo hiểm. Rất nguy hiểm cơ. Tỷ số là 3-0. 3-0 rồi, 6 chấm hết. Đó là một sai lầm đến từ thủ thành Dương Văn Cần và người đã trừng phạt những sai lầm ấy để giúp cho đội bóng Tràng An Ninh Bình có được bàn thắng thứ ba. Với bóng đá 7 người của thủ đô từ khá sớm. Nguy hiểm quá. Đây rồi. Rất chính xác và đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho FC Coca. Một thoáng sơ sẩy mất tập trung và ngay lập tức thì F+ họ phải trả giá. Cú đệm bóng quá hóc hiểm. Quý Đạt không còn cách nào khác ngoài việc đổ người cho có mà thôi. Gần như là không thể cản phá tình huống này. Bóng sệt. Huy Hoàng. Bóng trong chân của Huy Dũng. Đường chuyền lôi. Cơ hội đây rồi. Bàn thắng nhân đôi cách biệt dành cho FC Coca. Và đó lại tiếp tục là một pha bóng mà hàng phòng ngự của F+ chơi không tập trung một chút nào. Người lập công là số 14 Phạm Văn Long. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Thi đấu. Nguy hiểm. Cơ hội. Vào. Năm mươi phút trôi qua và bây giờ thì Vinataba họ mới có thể cụ thể hóa những cơ hội của mình để biến nó thành bàn thắng. Quảng Ninh rõ ràng họ không thể hài lòng với kết quả này. Dù là đội bóng chơi yếu thế hơn nhưng họ vẫn đang tạo ra được một sự khó chịu với các chân sút của Vinataba. Còn tình huống này thì dẫn trước một bàn. Đầu chuyền vào. Phát dần gót vào.
Tỷ số là 2-0 và cú đúp cho vua nước Nhật. Một pha chạy cắt mặt tuyệt vời. Đường chuyền của Văn Nguyên. Đây rồi, cơ hội, cơ hội. Cú hat-trick cho cầu thủ Bao Xoa 25 vua nước Nhật. Đó là sự khác biệt, đó là sự khác biệt trong lối chơi cũng như cách cầm quân của Dũng Bắc. 3-0 rồi. Khó khăn, chồng chất khó khăn cho đội bóng đến từ Quảng Ninh. Tạc hơn của An Châu thì có lẽ sẽ tạo ra một cơ hội tốt cho đội bóng Dầu Khí Đông Á. Và đây là câu trả lời đến từ cầu thủ Nam Việt Hải Dương. Làm gì? Một tiếng căng ngang! Tuyệt vời! Một tình huống mà Văn Nam đã có một pha thoát xuống sau một tình huống họ có một thế trận lép vế hơn, nhưng bây giờ họ đã lại tạo ra sự khác biệt. Chúng ta có thể theo dõi tình huống mà quân F1 đã có một đường căng vào trong rất tuyệt vời và ở phía trong vòng cấm. Thì chúng ta thấy Nam Đoàn Văn Nam. Rất nhiều những đường chuyền sai đến từ cao thủ Dầu Khí Đông Á ở những phút vừa qua. Vẫn là những đường chuyền sai. Đây rồi, cơ hội không vào. Vẫn còn. Vẫn không. Lần này thì sau rất nhiều những cơ hội và Cương F2 là người đã đem về bàn thắng thứ hai cho Nam Việt Hải Dương. Niềm vui đến từ chủ tịch Cương CX, niềm vui đến từ này, F1, F2 nhiều anh em cứ tưởng rằng đây là đợt Covid nên có F1, F2. Rất nguy hiểm. Như vậy đã có bàn thắng cho Dầu Khí Đông Á. Tỷ số được Dung An số 1-2 và người ghi bàn là An Châu. Hà Thuận An đã có bàn thắng đầu tiên cho mình tại giải bóng đá hạng nhì Cúp Football năm 2024. Phải thực hiện tình huống penalty dứt điểm, một cú đá chính diện và không có một sai lầm nào đến từ pha dứt điểm của cầu thủ số 16 Vượng Ba Lô. Tỷ số là 3-1 rồi. Bàn thắng của Vượng Ba Lô được ghi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Hà Bèo, Ngọc Sơn lắc qua chân trái vào. Tỷ số được Dung An xuống còn 2-3 cho Dầu Khí Đông Á. Đại diện đến từ Hải Phòng đã có được bàn thắng Dung An tỷ số ở thời điểm phút 69 của trận đấu này. Á chơi giao, họ sẽ nhận lại được điều gì? Rất nguy hiểm, khung thành bỏ trống, cơ hội vào. Cú đúp cho Đoàn Văn Nam. Anh đã bỏ lỡ hai tình huống đối mặt. Căng vào. Một tình huống pha bóng an toàn lên của Johnny Dương. Sút xa. Vào. Tuyệt vời. Một siêu phẩm được vẽ nên bởi hoạt CR7. Trận đấu ngày ra quân. Tiến sinh. Và xử lý hay. Dứt điểm. Đó là đường chuyền. Được rồi. Khoảnh khắc bỡ hòa đã được tạo ra ở những phút bù giờ của một người đội trưởng với một pha xử lý tuyệt vời. Chúng ta cùng xem cái cách mà Đức Hủy đánh bại thủ thành Johnny Dương. Có nằm trong mơ thì các cổ viên của Dầu Khí Đông Á họ cũng không thể ngờ được rằng họ lại bùng lên mạnh mẽ đến như vậy ở trong những phút bù giờ cuối cùng.